Trần Bảo Toàn là ai? Cầu thủ ghi bàn duy nhất đưa đội tuyển Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trần Bảo Toàn đã có pha ghi bàn hoàn hảo giúp cho U23 Việt Nam vươn lên U23 Thái Lan, giành được ngôi vương Đông Nam Á một cách xứng đáng. Trần Bảo Toàn là một trong những cầu thủ Gen Z tài năng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài năng động điển trai, Bảo Toàn còn được nhận xét là nam cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, dứt điểm thông minh và thể lực tốt, dù chiều cao khá khiêm tốn. Vừa qua, chân sút của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tỏa sáng, đưa đội tuyển Việt Nam chiến thắng Thái Lan và vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022 với bàn thắng duy nhất. Trần Bảo Toàn là một trong những cầu thủ Gen Z tài năng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trần Bảo Toàn sinh ngày 14 tháng 7 năm 2000, 22 tuổi, quê Quảng Ngãi, cao 1m68. Nghề nghiệp của Trần Bảo Toàn là cầu thủ bóng đá, vị trí tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sự nghiệp bóng đá của Trần Bảo Toàn. Trần Bảo Toàn, tài năng trẻ được đánh giá cao của Hoàng Anh Gia Lai. Trần Bảo Toàn từng bị đánh trượt Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và phải theo học lớp năng khiếu của câu lạc bộ này. Tuy nhiên, đến năm 17 tuổi, nam cầu thủ đã lọt vào đội tuyển U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG thi đấu giải trẻ khắp cả nước. Anh chàng thậm chí còn được đeo băng đội trưởng của đội tại giải U19 quốc tế 2017. Năm 2018, Bảo Toàn được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2018 tại Indonesia. Sau đó, anh được gọi vào giải U19 quốc tế tại Qatar và tiếp đến là vòng chung kết U19 châu Á. Trần Bảo Toàn từng bị đánh trượt Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và phải theo học lớp năng khiếu của câu lạc bộ này. Hiện nam cầu thủ đang chơi tại vị trí tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tính từ năm 2019 đến nay, Bảo Toàn đã tham gia 26 trận cho câu lạc bộ này và 3 trận cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nam cầu thủ được các huấn luyện viên đánh giá cao. Anh được nhận xét là mẫu tiền vệ kỹ thuật, chơi bóng thông minh và có nhãn quan chiến thuật tốt. Điểm mạnh của Bảo Toàn là khả năng đi bóng tốt, dứt điểm đa dạng và chạy chỗ nhạy bén, cùng nền tảng thể lực mạnh mẽ. Thậm chí Bảo Toàn còn được giới cầu thủ gọi vui là công phượng mới của phố núi. Chính các thế mạnh này đã giúp anh chàng nổi bật trên sân, dù thể hình của anh khá nhỏ con so với đồng đội. Dù chiều cao không quá nổi bật, nhưng Bảo Toàn lại sở hữu gương mặt sáng, ưa nhìn. Anh cũng thường xuyên được các fan girl điểm danh trong danh sách nam thần sân cỏ của đội tuyển bóng đá Việt. Trần Bảo Toàn, cầu thủ ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Tại giải đấu vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Bảo Toàn vốn không có tên trong dàn cầu thủ chính thức. Tuy nhiên, sau khi hàng loạt cầu thủ của tuyển nhận kết quả dương tính với Covid-19, Bảo Toàn đã nằm trong nhóm viện binh được bổ sung vào lực lượng thi đấu. Anh chàng cùng 3 đồng đội khác thậm chí phải di chuyển đường bộ qua Campuchia bằng xe đò. Mang áo số 4 ở U23 Việt Nam, nhưng vị trí sở trường của Bảo Toàn là tiền vệ trung tâm. Thậm chí tại chung kết, trong khuôn khổ giải đấu vô địch U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, anh chàng được điền vào vị trí tiền đạo. Trải qua nhiều phút thi đấu cân tài cân sức, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã xuất sắc vươn lên dẫn trước đối thủ Thái Lan sau pha ghi bàn duy nhất của tiền vệ Trần Bảo Toàn. Cú pha đánh đầu hoàn hảo của Bảo Toàn giúp cho Việt Nam giành ngôi vương Đông Nam Á một cách xứng đáng. Trần Bảo Toàn, cầu thủ ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Với thành công ở giải đấu này, Bảo Toàn được dự đoán sẽ giành một suất thi đấu chính thức trong đội hình của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở V-League mùa này, cũng như một suất đá chính trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 tới đây. Chuyện đời tư của Bảo Toàn. Nếu như trên sân Bảo Toàn là cầu thủ lăn xả mạnh mẽ, thì ngoài đời, năm cầu thủ Gen Z sở hữu gu ăn mặc trẻ trung năng động. Khác với vẻ nhiệt tình trên sân, cuộc sống cá nhân của Bảo Toàn lại khá kín tiếng. Trên trang cá nhân thu hút gần 19.000 lượt theo dõi từ cộng đồng mạng, Bảo Toàn cũng không chia sẻ quá nhiều, chủ yếu là hình ảnh thi đấu của anh.